Thunder's roar and lightning's flash, so ephemeral. Ren Showan là một nhân vật 5 sao sử dụng thương, mang cho mình Gnosis hệ lôi và có thể chơi một sub carry hoặc hyper carry. Lối chơi cô sẽ chủ yếu liên quan đến các nhân vật có số năng lượng cao để tận dụng hết bộ kỹ năng của mình. Với ưu điểm thì đầu tiên và cũng quan trọng nhất, cô ngoại hình cực kỳ cuốn hút và nóng bỏng. Đây là một trong những lý do mà banner cô doanh thu vượt trội hơn các banner trước đó. Về những ưu điểm ít quan trọng hơn thì cô cũng có nguồn sát thương khá ổn định đến từ Kiang Nộ, đồng thời có thể đóng góp chỉ số Damonus rất giá trị cho các thành viên team. Ngoài ra, cô là một nhân vật có khả năng hỗ trợ đảm năng lượng cho bất kỳ đội hình cũng như nhân vật nào. Tuy nhiên thì Rider cũng sẽ có những hạn chế như sau. Cô có thời gian được nhìn sân khá lớn, nếu bạn không có rotation ổn định thì sát thương gây ra sẽ bị hạn chế. Chưa kể cô không phải là một nhân vật quá đa dụng để có thể đặt vào nhiều đội hình. Đa số các đội hình mà Rider tham gia đều sẽ phải xây dựng xung quanh cô. Và cuối cùng là để cô có thể tận dụng hết sức mạnh của mình như một hyper carry thì sẽ cần đến cú mệnh, thứ mà người chơi không nạp sẽ rất khó để tiếp cận. Nhưng không sao, ngay từ cú mệnh không thì Raiden vẫn có thể làm tốt được nhiệm vụ của mình, cũng như đem lại một cảm giác mới mẻ và thú vị đối với người chơi sở hữu nhân vật này. Ở phần này chúng ta sẽ nói bộ kỹ năng của Raiden. Kỹ năng đầu tiên của cô là kỹ năng tấn công cơ bản, gồm một set 5 đòn hành thường, trọng kích và không kích. Đây là một kỹ năng có animation được cho chuốt khá cẩn thận, giống như Zombie của Utao. Tuy nhiên thì khá đáng tiếc là hầu hết các lối chơi của Raiden đều không sử dụng đến kỹ năng này và mình khuyến khích giữ nguyên nó ở level 1. Kỹ năng tiếp theo của Raiden là kỹ năng nguyên tố. Khi kích hoạt, cô sẽ gây sát thương cho kẻ địch trước mặt, sau đó triệu hồi một con mắt lôi để hỗ trợ tấn công, với cooldown giữa mỗi lần hỗ trợ là 0,9 giây. Ngoài ra thì nhân vật ảnh hưởng với mắt lôi sẽ được nhận hiệu ứng tăng sát thương kỹ năng nộ. Với số năng lượng cần để kích hoạt càng nhiều thì lượng sát thương tăng lên sẽ càng cao, và điều này cũng phù hợp với lối chơi của Raiden khi mà cô thường là xếp cùng với nhân vật có 80 điểm nộ. Trung bình thì trong 1 phút, mắt lôi có thể tạo số hạt năng lượng lên tới 35 hạt. Đây là một tỷ lệ tạo hạt cực kỳ ổn định, giúp các nhân vật trong team, nhất là các nhân vật hệ lôi trong việc hồi năng lượng. Tỷ lệ này có thể sánh ngang với Fischl của cung mệnh 6, một trong những nhân vật tạo hạt tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tổng quát lại thì đây là một kỹ năng rất hữu dụng của Raiden cho dù lượng sát thương gây ra không hề lớn. Với thời gian sử dụng là 25 giây nhưng chỉ có 10 giây cooldown thì bạn có thể sử dụng kỹ năng này một cách liên tục mà không thời gian chết. Mục đích là để hỗ trợ phản ứng, tạo hạt năng lượng, và thứ giá trị nhất mà chúng ta có thể kể đến là nguồn tăng Damonus mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Một lưu ý nhỏ là hãy nhớ sử dụng kỹ năng này trước khi kích hoạt nộ qua thành viên khác trong team. Kỹ năng cuối cùng và quan trọng nhất của Raiden là kỹ năng nộ. Khi kích hoạt, Raiden sẽ tiêu thụ hết số tầng nghị lực để gây một lượng sát thương nguyên thổ lôi cực lớn. Sau đó, chuyển sang trạng thái sử dụng kiếm để tấn công. Ở trạng thái này thì các đòn đánh cô sẽ gây sát thương nguyên thổ lôi và không thể bị nguyên tố đính kèm khác thay thế. Ngoài ra thì cô còn miễn nhiễm với sát thương điện cảm và có kháng gián đoạn cực kỳ cao. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải đề cập tới một số thứ. Đầu tiên là cơ chế hệ lực, nhận biết thông qua vòng sáng sau lưng của Raiden. Khi mỗi một nhân vật trong đội sử dụng kỹ năng nộ, cô sẽ tích lũy số tầng nghị lực nhất định dựa trên năng lượng của kỹ năng đó. Giới hạn tối đa là 60 tầng. Và khi vòng sáng sau lưng cô sáng hết tất cả các điểm, đội thần của chúng ta sẽ sẵn sàng để ra trận. Ngoài ra thì để hỗ trợ việc tích lũy, Raiden có một thêm phù hỗ trợ như sau. Khi nhân vật trong đội nhận hạt năng lượng, cô sẽ được cộng thêm 2 tầng nghị lực và mỗi 3 giây có thể kích hoạt hiệu quả này một lần. Vậy tại sao việc này là quan trọng như vậy? Ở level 10 thì với mỗi tầng nghị lực, Raiden sẽ được cộng thêm 7% cho skill sát thương kích hoạt và 1,31% cho skill các đòn tấn công sau đó. Giả sử chúng ta có 50 tầng thì skill kỹ năng sẽ từ 700% lên tới hơn 1000%. Đây là một lượng sát thương cộng thêm rất giá trị vì vốn nguyên tố lôi không có phản ứng để hỗ trợ giống như bốc hơi và than chảy. Một lưu ý nhỏ là các bạn không nên đợi đến đúng 60 tầng mới kích hoạt nộ. Điều này không những sẽ làm kéo dài rotation mà còn giảm sát thương gây ra cho toàn đội hình. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cơ chế phục hồi năng lượng. Trong khi duy trì kỹ năng nộ, mỗi lần đánh trúng địch, Raiden sẽ hồi năng lượng cho tất cả các thành viên trong team, tối đa là 5 lần và mỗi 1 giây kích hoạt 1 lần. Hiệu quả này sẽ giảm yêu cầu về chỉ số nạp và giúp các nhân vật có điểm nộ cao có cơ hội đầu tư vào những chỉ số khác. Ở kỹ năng level 10, số năng lượng cô có thể hồi là 12 điểm và nếu cảm thấy chưa đủ thì cô một thiên phú bổ trợ như sau. Với mỗi một điểm hiệu quả nạp sau mốc 100%, cô sẽ được tăng 0,6% lượng hồi phục năng lượng và 0,4% sát thương nguyên tố lôi. Đây là một thiên phú cực kỳ giá trị, không chỉ tăng sát thương nguyên tố mà còn hỗ trợ vai trò năng lượng của Raiden. Lưu ý duy nhất ở đây là năng lượng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả nạp nguyên tố. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nói việc làm thế nào tận dụng hết thời gian 7 giây gây sát thương nhiều nhất trong trạng thái nộ của Raiden. Ở trạng thái này thì cô sẽ có một bộ tấn công thứ hai khác với bộ tấn công cơ bản. Cách tận dụng tốt nhất là sử dụng combo bộ tấn công này. Chúng ta sẽ có một số combo thông dụng như sau. Combo đầu tiên mà chúng ta có là chuỗi 3N3C, N1C. Cho bạn nào không biết thì N là viết tắt của đòn tấn công thường. Con số đằng sau sẽ tượng trưng cho bao nhiêu lần bạn thực hiện nó. Ở đây thì N3 sẽ tương ứng với 3 lần hành thường và C là viết tắt của trọng kích.
Mặc dù đây là combo có giá trị sát thương lớn nhất, nhưng để thực hiện trong thực chiến là rất khó. Combo này sẽ chỉ dành cho những ai cực kỳ chơi hát và mình không khuyến khích sử dụng. Tiếp theo, chúng ta sẽ có phiên bản rút gọn của combo đầu tiên, 2N3C, N2C, N1C. Combo này sẽ dễ thực hiện hơn khi bỏ đi một đòn đánh thường, tuy nhiên thì vẫn sẽ có khó khăn trong việc xử lý và cần luyện tập để thành thạo. Một lưu nhỏ là các bạn nên sử dụng lướt cho các chuỗi để có thể tiết kiệm thời gian. Combo thứ ba chúng ta có là 2N4C, N2C. Đây là combo mình khuyến khích sử dụng. Tuy giá trị sát thương ít hơn combo đầu tiên một chút, nhưng nó sẽ dễ dàng được xử lý và có khoảng trống để sửa sai. Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để thành thạo combo này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có combo không não 2N5-1N4. Combo này sẽ dành cho những ai không thể nhớ được các combo ở trên hoặc không quá quan tâm đến sát thương vì Radiant nó cung mệnh cao là quá mạnh. Đương nhiên thì về giá trị sát thương, combo này sẽ không thể nào so sánh được với 3 combo trước đó. Kỹ năng nộ của Radiant là 80% sức mạnh của cô. Với những người chơi cung mệnh không thì mình khuyến khích nên sử dụng combo để tận dụng hết khả năng của kỹ năng này. Ngoài những kỹ năng về chiến đấu, Radiant còn có một thiên phú tăng trải nghiệm cho người chơi. Thiên phú này sẽ giảm 50% số Mora khi đột phá vũ khí loại kiếm đơn và cán dài. Với những con người luôn thiếu Mora như mình thì đây là thiên phú khá hữu dụng. Nó giúp mình có thể tiết kiệm Mora để dành cho các việc khác quan trọng hơn. Về phần ưu tiên kỹ năng thì với vai trò Hypercarry, chúng ta sẽ muốn tăng kỹ năng nộ trước rồi đến kỹ năng nguyên tố. Sát thương nộ của Radiant sẽ là thứ quan trọng nhất ở trường hợp này. Còn với vai trò Subcarry thì chúng ta có thể nâng song song hai kỹ năng này để tăng thêm sát thương của thành viên trong team. Một lưu ý nhỏ là level 9 sẽ là điểm dừng hợp lý với kỹ năng nguyên tố của Raiden. Theo này thì chúng ta sẽ nói việc lựa chọn vũ khí và thành di vật cho Raiden. Nhưng trước hết thì chúng ta cần phải nói một chỉ số rất quan trọng với cô là hiệu quả nạp nguyên tố. Mặc dù trong một số đội hình, Raiden có thể chạy ở mức hiệu quả nạp thấp và đẩy sát thương của mình lên cao. Tuy nhiên thì số hiệu quả nạp tối thiểu mà mình khuyến khích vẫn sẽ là 200%. Đây là mức thông dụng nhất cho hầu hết vũ khí và đội hình. Đầu tiên về thành di vật, Raiden sẽ sử dụng tốt nhất bộ dấu ấn ngăn cách. 20% hiệu quả nạp từ bộ 2 sẽ được chuyển hóa thành Damonus và tăng số năng lượng hồi phục. Ngoài ra thì tất cả các đòn đánh trong dạng thành nộ đều sẽ tận dụng được hiệu quả 4 món của bộ thành di vật này. Nếu trong quá trình farm thành di vật mà chưa đủ 4 món dấu ấn ngăn cách thì các bạn cũng có thể mix 2 món dấu ấn với 2 tông thất hoặc 2 như sấm. Về dòng chính của thành di vật, chúng ta sẽ có những lựa chọn như sau. Với đồng hồ thì sẽ có 2 option. Nếu bạn đã sở hữu đoạn thảo trường đao hoặc muốn có một sự thoải mái trong rotation thì hãy dùng dòng chính là hiệu quả nạp. Còn nếu bạn muốn Raiden gây nhiều sát thương hơn thì có thể sử dụng đồng hồ tấn công. Lưu ý là hãy cố gắng duy trì hiệu quả nạp ở mức phù hợp. Về dòng chính của cốc, chúng ta cũng sẽ có 2 lựa chọn là cốc tấn công và cốc sát thương nguyên tố lôi. Đa phần thì các bạn sẽ muốn sử dụng cốc sát thương nguyên tố lôi, nhưng nếu không nguồn tấn công bổ trợ, cốc tấn công cũng không phải lựa chọn quá tồi. Cuối cùng là mũ, ở đây sẽ tùy thuộc vào chỉ số mà các bạn đang có để có thể lựa chọn giữa tỷ lệ bổ kích hoặc sát thương bổ kích sao cho gần với tỷ lệ 1/2 nhất. Về chỉ số phụ thì nó sẽ ưu tiên tỷ lệ bổ kích, sát thương bổ kích, tấn công hoặc hiệu quả năng nguyên tố. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến việc lựa chọn vũ khí cho Raiden. Ở đây chúng ta sẽ có 2 trường hợp để so sánh. Trường hợp đầu tiên là với hiệu quả nạp tối thiểu là 200% và không nguồn tăng tấn công bên ngoài. Vũ khí mạnh nhất của Raiden trong trường hợp này sẽ là đoạn thảo trường đao. Với việc có thể chuyển hóa tấn công từ hiệu quả nạp, passive của vũ khí này hỗ trợ rất tốt cho Raiden để bỏ xa các đối thủ khác. Sau đó sẽ là bộ 3, Trượng Hộ Ma, Hỏa Vắc Diên và Giáo Nịnh Thần. Sát thương giữa 3 vũ khí này chênh lệch là không nhiều và sẽ phụ thuộc vào thành di vật để quyết định. Tuy sát thương gây ra khá ổn định, nhưng cả 3 vũ khí này đều sẽ có nhược điểm như sau. Với Trượng Hộ Ma thì mình chưa nghĩ ra được bất kỳ kịch bản nào để có thể sử dụng passive vũ khí này. Hỏa Vắc Diên thì chúng ta sẽ bị lỡ mất 12% Damonus khi cứ hoàn nộ. Còn Giáo Nịnh Thần thì sẽ cần một nhân vật như Zhongli và cũng là điều kiện không dễ đáp ứng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những vũ khí ở hạng mục bình dân và quen thuộc với người chơi free to play hơn. Ở đây thì đương nhiên, với rất nhiều thời gian phải bỏ ra để làm ngư dân, Lao Xin Cá chắc chắn sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Một vũ khí free có thể tinh luyện 5, có tỷ lệ bỏ kích và Damonus. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể chê vũ khí này là vẻ đẹp của nó. Thứ hai, chúng ta sẽ có một vũ khí từng được coi như là sự thay thế hoàn hảo cho Trấn của Lôi Thần cách đây không lâu. Xương Sống Thiên Không. Chỉ cần nghe thôi đã thấy không muốn sống nữa rồi. Mặc dù có chỉ số cơ bản tốt hơn Lao Xin Cá, tuy nhiên thì vì passive không quá nổi bật, vũ khí này cũng chỉ đứng ở vị trí thứ hai mà thôi. Ở vị trí thứ ba, chúng ta có Thương Quyết Chiến, món vũ khí có thể đạt được nếu bạn nạp 200k. Sát thương của Thương Quyết Chiến cũng không hề tệ, tuy nhiên thì cũng không có gì nhiều để nói về vũ khí này. Cuối cùng chúng ta sẽ có Thương Tây Phong, mặc dù cũng không có lý do gì để sử dụng vũ khí này khi mà đã có Lao Xin Cá, tuy nhiên thì mình cho thêm vào cho đẹp đội hình. Ngoài ra thì nếu chơi Raiden support, Thương Tây Phong cũng có thể chấp nhận được. Ở trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ so sánh các vũ khí trên khi nguồn tăng tấn công bên ngoài. Sự khác biệt đáng kể nhất ở đây là Lao Xin Cá có sát thương gần bằng Hỏa Vắc Diên và chỉ thua kém đoạn thảo trường đao 10%.
tăng giá trị vũ khí free này lên một tầm cao mới. Các vũ khí khác hầu như đều giữ nguyên vị trí của nó. Tới đây thì các bạn cũng biết phải làm gì rồi đấy. Đi câu này thôi. Ở phần này chúng ta sẽ nói đến một số lối chơi và đội hình của Raiden. Đội hình đầu tiên và cũng rất quen thuộc là đội hình quốc dân, bao gồm 3 thành viên là Xiang Ling, Bennett và Xing Qiu. Raiden ở đây sẽ thay thế cho Sakura và Kazuha ở vị trí sub carry. Ngoài việc gây sát thương thì cô có thể tăng đam bonus, đồng thời hỗ trợ nạp cho hai kỹ năng rất tốn năng lượng trong team. Điểm mạnh của đội hình này là lượng sát thương gây ra rất ổn định. Với sự kết hợp chân trụ của các thành viên, các bạn có thể chạy content là hoàn cực kỳ thoải mái. Về điểm trừ thì đối với những content có kẻ địch nhỏ, phản ứng quá tải sẽ gây ra một sự khó chịu nhất định. Ngoài ra thì đây là một đội hình cũng khá tốn tài nguyên khi phải đầu tư vào đến 3 nhân vật cùng một lúc. Lối chơi đội hình này sẽ xoay quanh việc các nhân vật nạp ý lực cho Raiden, còn Raiden sẽ hồi năng lượng lại cho đồng đội. Cả Xiang Ling, Xing Qiu và Raiden sẽ cùng nhau gây sát thương, và nếu bạn chỉ có Raiden ở của mình không, thì mình khuyến khích nên sử dụng đội hình này. Đội hình thứ hai mà chúng ta sẽ nói đến ở đây là đội hình Hyper Carry của Raiden. Chúng ta sẽ có 3 thành viên góp mặt là Kazuha, Bennett và Sarah. Kazuha ở đây sẽ hỗ trợ đam bonus và giảm kháng, Bennett và Sarah hỗ trợ bắp tấn công. Ngoài ra thì đối với Sarah của mệnh 6, cô góp một lượng sát thương bạo kích không hề nhỏ. Điểm mạnh của đội hình này là lượng sát thương đơn và đa mục tiêu rất lớn. Tuy nhiên là để đạt được hết hiệu quả, chúng ta cần phải có Raiden của mệnh 2. Ngoài ra thì việc cần 3 nhân vật cố định và khó thay đổi là một hạn chế không hề nhỏ, trong khi Kazuha và Bennett hoàn toàn có thể đạt vào một số đội hình khác thoải mái hơn. Lối chơi đội hình này sẽ xoay quanh việc tất cả các nhân vật dồn bắp cho Raiden gây sát thương. Nếu có rotation chuẩn xác, lượng sát thương gây ra sẽ cực kỳ lớn. Tuy nhiên thì với những người chơi nạp ít, sẽ rất khó để có thể trải nghiệm đội hình này. Thứ ba, chúng ta sẽ có bộ đôi Raiden và Yula. Ở đây thì Raiden sẽ chơi một support hồi năng lượng, đồng thời hỗ trợ phản ứng siêu dẫn và tăng đam bonus. Điểm mạnh của đội hình này là sự thoải mái trong sắp xếp và không yêu cầu những nhân vật yêu chuộng. Ngoài ra thì việc có Raiden trong team sẽ khiến chúng ta có thêm một vị trí hỗ trợ đa nhiệm thay cho Diona. Về cách chơi thì vẫn như một đội hình Yula thông thường, chỉ khác là bây giờ Raiden sẽ là người lấp khoảng trống giữa các rotation mà thôi. Ở trên là 3 đội hình thông dụng nhất của Raiden. Hãy tùy vào những nhân vật mà bạn đang sở hữu, chọn cho mình một đội hình hiệu quả nhất nhé. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói qua một chút về cung mệnh của Raiden. Ở cung mệnh 1, cô sẽ được hỗ trợ thêm 20% điểm ý nguyện với mỗi kỹ năng nộ kích hoạt và 80% với kỹ năng nộ hệ lôi. Với cung mệnh này thì bạn sẽ không cần phải lo về việc không tích lũy đủ 60 tầng nữa. Khác biệt ở đây sẽ là từ 10 đến 15 tầng so với cung mệnh 0. Cung mệnh 2 của Raiden là cung mệnh giá trị nhất của cô. Tất cả các đòn đánh trong hệ nộ sẽ bỏ qua 60% phòng ngự của kẻ địch. Đây là nguồn tăng sát thương lớn nhất của Raiden, khiến sát thương khác biệt so với cung mệnh 0 là tới 54%. Ở cung mệnh 3, Raiden sẽ được tăng 3 level cho kỹ năng nộ. Đây cũng là cung mệnh rất hiệu quả vì scale kỹ năng lên từ 3 level này là rất giá trị. Tiếp theo là cung mệnh thứ 4 của Raiden. Cung mệnh này sẽ tăng 30% tấn công cho các thành viên đồng đội sau khi kỹ năng nộ Raiden kết thúc. Ở đây sẽ tùy thuộc vào đội hình mà chúng ta có thể tận dụng hiệu quả này. Bạn có thể dùng đội hình quốc dân, nhưng câu hỏi lớn nhất ở đây là liệu nó có thật sự đáng giá hay không. Cung mệnh 5 của Raiden sẽ tăng 3 level cho kỹ năng nguyên tố của cô. Tuy nhiên thì vì lượng đam bonus đã đạt giới hạn ở level 9 và sát thương từ mắt lôi cũng không quá lớn, cung mệnh này sẽ không mang lại quá nhiều giá trị. Cung mệnh cuối cùng của Raiden là cung mệnh 6, giúp giảm thời gian hồi chiều của tất cả các thành viên trong team ngoại trừ cô. Đây là một cung mệnh rất khó để đánh giá vì nó không liên quan trực tiếp đến Raiden. Việc sắp xếp đội hình sao cho phù hợp với khả năng này sẽ cần thời gian để biết được liệu nó có thật sự giá trị hay không. Tổng quát lại thì cung mệnh 2 sẽ là điểm dừng hợp lý. Ngoài ra thì nếu bạn là người chơi nào ít, hãy dừng ở cung mệnh 0 và để dành cho các nhân vật sắp tới. Raiden Shogun là một nhân vật rất nóng bỏng và quyến rũ, là một nhân vật rất thú vị và cân bằng. Mình tin là quyết định qua nhân vật này là một quyết định rất đúng đắn. Ở đây chúng ta sẽ kết thúc việc hướng dẫn về Raiden. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy để lại một like, share và subscribe kênh mình nhé. Mình là Little Fox. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các video tiếp theo.